Thưa quý khán giả, phải tiếp tục đeo đuổi để Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, đã hơn 10 năm qua, Việt Nam đã đề nghị phía Mỹ xem xét Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và được rất nhiều người Mỹ ủng hộ. Vậy tại sao cho đến nay đã có đến 73 nước đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong đó có các nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, nhưng Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam lại chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều lý do Mỹ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Trong đó quan trọng là một số nhóm lợi ích tại Mỹ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, chủ yếu đến từ các nghị sĩ Quốc hội Mỹ ở cả thượng viện và hạ viện cùng với các hiệp hội ngành nghề có lợi ích trực tiếp bị ảnh hưởng. Điều này được thể hiện qua hai điều. Thứ nhất, nhằm đảm bảo lợi ích trực tiếp ngành nghề của Mỹ bởi sự cạnh tranh từ giá cả và mức độ chuyển đổi đồng tiền của Việt Nam, như Liên minh tôm miền Nam và Hiệp hội chế biến tôm Mỹ là những tổ chức đã lên tiếng mạnh mẽ nhất do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mức giá rẻ đến từ doanh nghiệp tại Việt Nam. Hay như liên minh các nhà sản xuất thép cũng tích cực vận động chống lại việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Không khó để nhận ra rằng lâu nay tôm và thép là hai mặt hàng mà các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường Mỹ. Thứ hai liên quan chính tranh thương mại Mỹ-Trung thời gian qua. Theo số liệu từ hiệp hội thép Việt Nam trong năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 15% so với năm 2022, đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý trong số này có khoảng 30% là từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc các công ty Trung Quốc có thể đang lợi dụng Việt Nam như một cửa sau để tiếp cận thị trường Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 30% tổng kim ngạch với 97 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Việc được công nhận sẽ giảm nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá và tạo sân chơi công bằng hơn cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường Mỹ. Nhưng nếu Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu, nhất là khi chúng ta đang đối mặt với 63 vụ việc liên quan đến tranh chấp thương mại và bị áp thuế chống bán phá giá. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình phân tích nếu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, sẽ mang lại nhiều lợi ích như tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa, tăng cường thu hút vốn FDI, hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy cải thiện năng suất lao động, tạo nhiều động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp phát bảy thu nhập trung bình. Còn khi chưa công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng Việt và Mỹ sẽ xác định giá trị thông thường để tính biên độ phá giá và Mỹ sẽ sử dụng giá trị của một nước thứ ba được coi là có nền kinh tế thị trường, tức là nước thay thế, để tính toán chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tại Việt Nam, thay vì sử dụng dữ liệu do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. Điều này khiến biên độ bán phá giá bị đẩy lên trước cao, không phản ánh thực trạng sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Khi chưa công nhận là nền kinh tế thị trường, sẽ cho phép Mỹ áp dụng thuế suất toàn quốc. Đây là mức thuế dành cho các doanh nghiệp không hợp tác hoặc không chứng minh được có chịu sự kiểm soát của chính phủ hay không. Thuế suất toàn quốc thường được Mỹ tính toán dựa trên dữ liệu sẵn có, nên thường bị đẩy lên rất cao và được duy trì trong tất cả các đợt ra soát, gây cản trở cho việc xem xét dỡ bỏ lệnh áp thuế. Điển hình là Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ ITC đã giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá cao nhất 25,76% đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này trong năm 2024. Trong khi đó, đối với Thái Lan, quốc gia được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, mức thuế này chỉ là 5,34%. Theo số liệu của Cục Phòng vệ Thương mại, đến nay hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 252 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ là quốc gia khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam với 64 vụ, chiếm khoảng 25,4% tổng số vụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị nước ngoài điều tra. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, hàng hóa Việt Nam bị tiến hành 5 vụ điều tra phòng vệ thương mại tại Mỹ, chiếm 50% tổng số vụ việc phát sinh đối với Việt Nam trong 7 tháng. Việc không được công nhận là nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, có thể tạo ra những nghi ngờ về mức độ phát triển và tính minh bạch của nền kinh tế Việt Nam, từ đó gây khó khăn trong việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác khác do vậy theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ phú trần tình giải pháp tổng thể và dài hạn việt nam cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền kinh tế tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường tăng cường và nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh thực thi hợp đồng của người dân doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về các giải pháp cụ thể và ngắn hạn việt nam cần chủ động tăng cường đối thoại với mỹ để giải quyết các vấn đề kinh tế thương mại xã hội còn tồn tại để có sự thấu hiểu đồng thời cần có thái độ cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp của mỹ để hoàn thiện khung khổ các chính sách pháp luật hiện hành tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp người dân đáp ứng được lợi ích hài hòa của cả hai nước chính phủ việt nam cần lập tổ công tác trực thuộc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng nhằm tập hợp các cơ quan ban ngành trung ương có liên quan đến các tiêu chí để Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Tổ này sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ. Trên cơ sở đó có những đề xuất điều chỉnh các chính sách pháp luật liên quan và bổ sung hoàn thiện lập luận minh chứng để gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Thực ra Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Chính những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp nhờ có nền tảng vững chắc. nên kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng. Theo số liệu của VKP, trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam đạt gần 430 tỷ đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.347 đô la Mỹ một người. Đây là con số rất cao so với mức khoảng 100 đô la Mỹ một đầu người khi Việt Nam mới mở cửa nền kinh tế và khoảng hơn 1.000 đô la Mỹ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam rất nhanh, vượt tốc độ ở nhiều nước khu vực, trong đó có Thái Lan, Philippines, Tính đến năm 2023, theo phân loại mới của VKP, Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.347 đô la Mỹ một người, thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Nhưng với tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2024, giả sử đạt mức 6,5% và dân số tăng thêm không nhiều, mỗi người dân Việt Nam sẽ có thêm hơn 280 đô la Mỹ, đủ để lọt vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, với tiêu chí có 4.516 đến 14.005 đô la Mỹ một người. VKB cũng thể hiện sự lạc quan trong dự báo về kinh tế Việt Nam khi dự kiến GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% vào năm 2024 nhờ nhu cầu toàn cầu tăng và niềm tin của người tiêu dùng trong nước được khôi phục. Điều này cũng có nghĩa cơ hội để Việt Nam bước vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao đang đến rất gần. Thưa quý khán giả, một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá một quốc gia đó có phải là nền kinh tế thị trường hay không, đó là về giao thương và độ mở về kinh tế. Với Việt Nam, kể từ khi hiệp định thương mại tự do FTA đầu tiên cách đây hơn 30 năm với khối ASEAN, đến nay đã ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng là 19 FTA, trong đó 16 FTA đã ký kết và thực thi, 3 FTA đang đàm phán. FTA mới nhất được ký kết trong năm 2023 là FTA với Israel đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại trong khu vực mậu dịch tự do với hơn 60 nền kinh tế. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ký kết FTA với tất cả các đối tác kinh tế lớn trên toàn cầu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Anh, Nga. Các hiệp định FTA được ví như các tuyến cao tốc để nền kinh tế nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 ước đạt 683 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 354,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 328,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài FDI cũng là điểm nhấn ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam. Nếu như năm 1991, số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam là 2,07 tỷ đô la Mỹ thì đến nay số vốn FDI đăng ký đã lên tới hơn 487 tỷ đô la Mỹ khu vực FDI đóng góp đáng kể vào GDP với mức độ đóng góp tăng dần qua các năm. Cụ thể, tỷ trọng của khu vực FDI đóng góp vào GDP các năm từ 2016 đến 2020 lần lượt là 17%, 17,8%, 18,6%, 18,7% và 18,8%. Theo cập nhật báo cáo chẩn đoán quốc gia mới nhất của VKB, để đáp ứng các mục tiêu phát triển, Việt Nam cần cải thiện đáng kể hiệu quả thực thi chính sách Đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, chuyển đổi kỹ thuật số, giảm nghèo, an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng. Và như vậy, Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện nhiều bên lên tiếng ủng hộ việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường như Hiệp hội Thương mại Mỹ AmCham, Hiệp hội Công nghiệp Bán lẻ Mỹ OIIA, Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Mỹ AIAI, Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ NASDA. Hiệp hội Dịch may và Gia dày Mỹ AAFA. Việt Nam cũng đã được 73 quốc gia công nhận quy chế kinh tế thị trường, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Rõ ràng dù chưa được phía Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, thực tế nền kinh tế Việt Nam đã có sự lột xác hoàn toàn trong gần 40 năm qua kể từ khi đổi mới. Đây là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Hiện Việt Nam cũng đã đặt ra những tầm nhìn phát triển tham vọng hơn, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, nền kinh tế cần tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm 6% trên đầu người trong 25 năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.